cho cô chú và anh chị những căn nhà ngọt rẻ đẹp gần khu vực trung tâm thành phố để cho mình có thể kết nối thuận tiện di chuyển công việc hàng ngày, cũng như là nếu con em mình đang học hành thì cũng rất là thuận tiện ha quý cô chú và anh chị. Và ngày hôm nay thì em Thương có một cái căn nhà diện tích ngang 4 và trong 12, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh với pháp lý là sổ hồng riêng, đất thổ cư có hỗ trợ cô chú và anh chị mình vay ngân hàng. Căn nhà này thì hiện tại là gia chủ đang rất là cần tiền vì một số công việc riêng cần giải quyết nên muốn bán gấp cho cô chú và anh chị nào có nhu cầu với một mức giá thật sự thiện chí. Mức giá bao nhiêu thì một chút xíu nữa thì em Thương sẽ bật mí cho cô chú và anh chị. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết bên trong căn nhà thì em cũng sẽ đi xung quanh cho cô chú và anh chị mình quan sát đường xá ha. Đường dẫn vào căn nhà của mình là đường ô tô 4 chỗ 7 chỗ di chuyển ra vào thông thoáng ha quý cô chú và anh chị. Và đây nè, cô chú và anh chị mình thấy nè, nhà hàng xóm có một cái chiếc ô tô 7 chỗ nè, có thể di chuyển tới nơi luôn ha. Và vị trí hiện tại em Thương đang đứng á, cô chú và anh chị mình di chuyển ra đâu đó khoảng tầm 50 mét là mình ra tới đường cộng đồng Lộc Hậu ha. Cộng đồng Lộc Hậu cô chú và anh chị mình di chuyển ra 835 là khoảng tầm một cây số. Di chuyển ra đến 835 là cô chú và anh chị mình rẽ phải là mình về hướng ngã tư Xà Đôi kết nối với đường Lương Thiện, quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh ha. Còn ra 835 mà cô chú và anh chị mình rẽ trái á, là mình di chuyển về hướng Ủy ban xã Mỹ Lộc nè, cũng như là quốc lộ 50, ngã ba Tân Kim, cầu Ông Thình. Từ vị trí căn nhà này mà em Thương nhắm chừng nếu cô chú và anh chị mình di chuyển về các quận trung tâm thì đâu đó khoảng tầm là 20 đến 30 phút tùy theo khu vực ha. Và bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong căn nhà để chia sẻ những công năng sử dụng cho cô chú và anh chị mình tham khảo. Khu vực của mình á, thì sử dụng điện nước riêng không quý cô chú và anh chị, điện nước riêng hoàn toàn, điện nước chính thức sử dụng là của nhà nước, xài bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu. Khu vực là dân cư ở hiện hữu đông đúc, ở san sát, không có vắng rẻ nè, cũng như là đường xá thì ở dưới có cống nè, trên thì có đèn đường ha. Đi làm về khuya về trễ ở khu vực này thì cũng yên tâm, nhà dân thì ở san sát rồi, ở đây thì hàng xóm vui vẻ thân thiện nè, cũng như là một dãy nhà của mình có 1 2 3 4 5 6 6 căn ha quý cô chú anh chị, và hầu như là đã ở hết 5 căn rồi, chỉ còn duy nhất đúng một căn của mình thôi, căn của mình là căn số 2. Và đây là vị trí căn nhà mà ngày hôm nay em Thương muốn giới thiệu đến cho cô chú và anh chị ha. Nhà một trệt, một lầu, 4 nhân 112. Căn nhà này có hướng là hướng đông bắc ha quý cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị nào đang quan tâm tìm một căn nhà thuộc hướng đông bắc thì hãy tranh thủ nhấc máy và gọi liền cho em. Căn nhà này có giá là 1 tỷ 050 triệu, giá tổng không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú và anh chị mình đang có trong tay tài chính khoảng tầm 500 triệu 600 triệu thì có thể mua căn nhà này, mình hỗ trợ trả góp vay ngân hàng ha. Về mọi giấy tờ thủ tục vay ngân hàng như thế nào thì em Thương sẽ tư vấn khi cô chú và anh chị mình xuống xem nhà để mình hiểu rõ hơn. Em Thương nhắm chừng thì cô chú và anh chị mình chỉ cần góp mỗi tháng khoảng tầm 5-7 triệu thôi thì mình đã có thể sở hữu được cái căn nhà này rồi. Ngân hàng cho mình vay từ 20 đến 25 năm tùy theo cái nhu cầu và cái mức thu nhập tài chính của mình không quý cô chú và anh chị. Và bây giờ thì mời cô chú và anh chị cùng khám phá căn nhà ngày hôm nay. Nhà thì nhà của mình á, mặt dựng ốp lát sạch sẽ ha, bên ngoài thì có cái mái che nè, cũng khá là mát. Buổi sáng thì cô chú và anh chị mình có thể đón nắng phơi đồ ở khu vực ngoài ha. Đường trước nhà thì rộng rãi khoảng tầm 6 mét nè. Bên trong căn nhà thì khoảng không gian phòng khách không có quá rộng nhưng cũng đủ để cho cô chú và anh chị mình thiết kế một số nội thất cơ bản ha. Những bộ ghế nè, kệ tủ tivi, trần nhà thì là la phong thạch cao dịch cấp, trang trí những bóng đèn xung quanh. Cửa là hai lớp, một lớp cửa kéo bên ngoài Đài Loan, một lớp cửa sắt bên trong, bốn cánh ốp kính cường lực dày dặn. Thì như em có chia sẻ là nhà mình là pháp lý sổ hồng riêng, là sử dụng điện nước riêng hoàn toàn, đồng hồ nước sẽ có trước cửa nhà và đồng hồ điện là nằm ngoài trụ cột của nhà nước. Nhà này thì lâu rồi gia chủ không có về cũng như là đã dọn đi rồi nên là không có điện. Cô chú và anh chị mình yên tâm khi mình nhận nhà thì em Thương sẽ hỗ trợ đi bắt lại điện nước cho cô chú và anh chị ha. Khoảng không gian bên trong căn nhà thì em Thương thấy nè, ốp gạch tường cao lên 1,4 m ha, từ trên phòng khách xuống tới nhà bếp luôn, rất là sạch sẽ, về dọn vệ sinh lau chùi cũng đỡ cực nè. Có nhà vệ sinh để cho mình sử dụng ở dưới không gian tầng trệt, trang thiết bị nội thất cơ bản thì hầu như đã có hết rồi. Và đây là khoảng không gian phòng bếp, sẽ có sẵn cho mình kệ tủ bếp dưới nè, bằng cửa lùa ha. Chưa có kệ tủ trên, cô chú và anh chị mình về có thể đóng thêm để mình sử dụng đúng nhu cầu và cái sở thích của gia đình mình. Mặt bếp thì ốp gạch rồi, có bồn rửa nè, khoảng không gian thì có cửa sổ để khi nấu ăn mình có thể mở ra thông thoáng mát mẻ. Thì cô chú và anh chị mình khi sở hữu căn nhà của phía bên em Hoài Thương, nhà đất Bình Chánh, thì nếu cô chú và anh chị mình có nhu cầu cho thuê
Thì về phần khách thuê em sẽ hỗ trợ giới thiệu đến cho cô chú và anh chị. Còn nếu cô chú và anh chị mình muốn vay ngân hàng thì mọi giấy tờ thủ tục em sẽ hỗ trợ cho cô chú và anh chị. À, cô chú và anh chị có gì thắc mắc hay cần gì thì chạy tranh thủ nhấc máy và gọi liền cho em theo số điện thoại trên màn hình 0935 383 449 hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi pháp lý vị trí chính xác cho cô chú và anh chị mình tham khảo trước tuyến đường. À, vị trí chính xác căn nhà của mình là thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Có thể di chuyển theo hai hướng luôn. À, quốc lộ 50 theo đường cầu Âm Thìn, ngã ba Tân Kim xuống tới ủy ban xã Mỹ Lộc, em thường sẽ đón cô chú và anh chị. Hoặc là quốc lộ 1A đi theo tuyến đường Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh đi vào đến ngã tư Phước Lý, rẽ trái chạy theo đường chợ Long Thượng 835, cô chú và anh chị mình ra tới ngã ba Mỹ Lộc em cũng sẽ đón cô chú và anh chị ha. Hai tuyến đường mình cũng cái khoảng cách cũng na ná nha thôi, không có quá xa đâu. Cô chú và anh chị mình hãy cân nhắc nếu mình phù hợp với cái con đường nào thì mình có thể đi theo con đường đó, hoặc là gọi cho em sẽ tư vấn một cái con đường hợp lý cho cô chú và anh chị. Còn bây giờ thì mời cô chú và anh chị hãy cùng di chuyển theo chân em lên khoảng không gian bên trên tầng lầu để xem công năng sử dụng của căn nhà này. Thì với cái diện tích là ngang 4 dài 12, thiết kế cũng khá là đầy đủ công năng sử dụng cho gia đình mình, có thể ở từ 4 thành viên, 5 thành viên không cô chú và anh chị. Hiện tại thì em Thương đã có mặt ở không gian trên lầu nè. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên ha. Khoảng tầm 10 12 mét vuông thôi. Mình có thể để một cái nệm, một cái kệ tủ quần áo. Có bóng đèn sẵn nè, ổ điện, đường dây chờ máy lạnh cũng được chừa cho mình ha. Có cửa sổ nè, mình có thể mở ra thông thoáng mát mẻ. Ban ngày thì mình lấy sáng, lấy gió, không còn phải sử dụng quạt hay là máy lạnh nè. Có nhà vệ sinh bên trên tầng lầu luôn để cho mình sử dụng chung. Tiết kiệm cho không gian căn phòng ngủ được rộng rãi thì mình sẽ sử dụng chung thôi ha quý cô chú và anh chị. Và đây là căn phòng ngủ số 2, căn phòng ngủ cuối cùng. Căn phòng này thì có vẻ nó thoáng hơn, nó vừa có ban công, vừa có cửa sổ ha. Cô chú và anh chị mình nhà có em bé nhỏ hay là con cái mình đang đi học á, thì mình có thể đặt một cái bàn học ở khu vực này ha. Mình mở cửa sổ ra, lấy gió, lấy thoáng, lấy ánh sáng nè. Rất là thông thoáng, hoặc là mình có thể để là phòng thờ. Tùy thuộc theo nhu cầu cần sử dụng của gia đình. Có cái ban công nè, khu dân cư ở hiện hữu xung quanh ở san sát hết rồi, nhà dân thì ở đông đúc ha. Ở đây cô chú anh chị thấy nè, cũng rất là thông thoáng mát mẻ, đất sạch ha. Ở khu vực này thì em Thư sẽ hỗ trợ bao test hoạch cho cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị mình đắn đo suy nghĩ tìm nhà, không biết nên tìm đơn vị nào để có thể yên tâm về mặt pháp lý thì hãy cho em Thư một cơ hội để được làm việc với cô chú và anh chị. Những căn nhà mà em Thư đã giới thiệu cho cô chú và anh chị trên kênh thì hầu như khoảng tầm 98% là sổ hồng riêng ha. Chỉ có một số ít những căn nhà giá rẻ phân khúc 600 triệu, 700 triệu thì mới là sổ hồng đồng sở hữu, nhưng mà vẫn có sổ hồng cầm tay ha. Nhưng mà với những cái căn nhà ngày hôm nay thì là một căn nhà sổ hồng riêng có hỗ trợ vay ngân hàng luôn, nên là cô chú và anh chị mình hãy cân nhắc để mình lựa chọn theo cái nhu cầu và tài chính của gia đình. Em sẽ bao test hoạch cho cô chú và anh chị cũng như là hỗ trợ cô chú và anh chị mình vay ngân hàng nếu mình có nhu cầu. Và bây giờ thì mời cô chú và anh chị mình cùng di chuyển theo chân em xuống khoảng không gian bên dưới để mình nhìn ngắm căn nhà của mình một lần nữa, cũng như là em xin được nhắc lại những thông tin chính cho cô chú và anh chị mình dễ tham khảo. Diện tích căn nhà của mình là ngang 4 dài cho 12, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, nhà đúc thật 100%. Cô chú và anh chị mình thấy này, nhà tường riêng, móng riêng, xây dựng kiên cố chắc chắn ha, và nhà thuộc hướng Đông Bắc với mức giá là 1 tỷ 050 triệu, giá tổng không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Khu vực này thì có thể hỗ trợ cô chú và anh chị mình vay ngân hàng từ 50 đến 70% giá trị của căn nhà, và có thể cao hơn tùy thuộc theo cái mức độ mà cô chú và anh chị mình chứng minh thu nhập ha. Thuộc xã Mỹ Long, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cô chú và anh chị mình chưa rành đường đi ở khu vực này thì có thể kết bạn Zalo với em sẽ chia sẻ định vị chính xác cho cô chú và anh chị mình tham khảo ha. Không khí xung quanh thì trong lành nè, cũng như là dân ở san sát hết rồi, không có sợ vắng sợ buồn đâu, cũng như là đảm bảo là không có bị quy hoạch giải tỏa ha quý cô chú và anh chị. Cuối cùng thì em Thương xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp. Hẹn gặp lại tất cả cô chú và anh chị trên video tiếp theo.